Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay dân Củ Chi đọc báo nói về Củ Chi nha quý vị và các bạn. Thường thì một số anh chị em biết tôi làm nghề luật sư thì hay hỏi tôi là: Thu ơi, hôm nay đọc báo thấy được cái này rồi. Thu ơi, hôm nay hình như cái quy định nó áp dụng rồi. Mà nói thú thật với quý vị và các bạn, thì thật sự ra khi mà các anh chị báo chí thì lại khác với chúng tôi ở cái chỗ rằng khi thực tiễn cái văn bản, cái nghị định, cái thông tư, cái luật gì đó thì có nhiệm vụ là đưa tin nóng. Còn chúng tôi thì thí dụ như bây giờ tách thửa đi thì cũng phải chờ một cái văn bản, mà văn bản còn phải ví dụ như cái nghị định 43 về việc thay nghị định 181 đi, thì sau cái nghị định 43 đó phải có những cái thông hướng dẫn cái nghị định, rất là nhiều vấn đề. Cho nên thường thường tôi cười, tôi bảo rằng là cái việc báo chí viết thì đã ở trên trung ương, còn mà về tới địa phương thì còn yếu tố thời gian. Đó là một cái câu vừa đùa mà đó cũng là vừa thật. Tôi thì hôm nay thì dân Củ Chi đọc báo Củ Chi cho quý vị và các bạn xem nha. Trễ hạn hồ sơ nhà tại nhiều quận huyện theo quyết định 60/2018 của thành phố về diện tích tối thiểu để tách thửa có hiệu lực 6 tháng nhưng nhiều vướng mắc chưa đi vào cuộc sống. Thấy không quý vị và các bạn? Khó lắm chứ. Tôi nhớ khi mà cái quyết định 60 năm 2018 thì mấy em ở phòng công chứng rất là reo hò mà post lên những cái trang thông tin. Từ nay là tách thửa rồi, hy vọng cái số lượng mà ký hồ sơ sẽ tăng lên, đồng nghĩa với có thêm cái nguồn thu nhập. Trễ hạn tách thửa đất nông nghiệp, đất thuộc quy hoạch hỗn hợp, quy hoạch xây dựng mới gặp khó khăn, khiến người dân bức xúc. Đó là tình hình giải quyết hồ sơ nhà đất tại các quận, huyện. Báo cáo tại buổi làm việc tại Sở Tài nguyên Môi trường với 24 quận, huyện ngày 30 tháng 5. Củ Chi chỉ 1% hồ sơ cấp giấy đúng hẹn. Thường thì quý vị và các bạn biết không, trong cái việc mà hồ sơ mà tranh tụng đi tham gia tố tụng ở tòa thì không có báo về thời gian, thời hạn. Tuy nhiên nếu làm một số dịch vụ nhà đất thì chúng ta trong cái hợp đồng dịch vụ pháp lý, thực hiện cái dịch vụ pháp lý thì văn phòng vẫn có cái thời hạn, là nếu như sang tên đăng bộ là thời hạn là 20 ngày hoặc là hợp thức hóa là bao nhiêu lâu, hoàn tất cái thủ tục khai nhận di sản thừa kế thì rất là bao thời gian nó bao nhiêu. Củ Chi chỉ 1% hồ sơ cấp giấy đúng hẹn. Trình bày tại cuộc họp, bà Huỳnh Thị Vang, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Củ Chi, một trong những địa phương có tình trạng trễ hạn hồ sơ nhiều nhất, cho biết từ khi thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi đến nay thì liên tục xảy ra tình trạng trễ hạn. Chỉ tính từ đầu năm nay, huyện chuyển lên là 3.190 hồ sơ thuộc thẩm quyền của văn phòng đăng ký đất đai thành phố ký thì chỉ có 32 hồ sơ đúng hạn, chiếm tỷ lệ 1%, còn lại là 3.158 hồ sơ trễ hạn, chiếm 99%. Việc này báo cáo, tôi là dân địa phương mà quý vị và các bạn, tôi hiểu cái tình trạng này. Và nếu như trong trường hợp cái tính minh bạch, cái tính không khách quan và hồ sơ vẫn còn tồn đọng thì niềm tin của người dân sẽ thấp. Trong con số được huyện Củ Chi thống kê, khoảng 78 hồ sơ trễ hạn từ 11 đến 20 ngày. Việc trễ hạn khiến người dân bức xúc, huyện kiến nghị có giải pháp giải quyết tình trạng này hoặc có cơ chế ủy quyền như thế nào đó để giải quyết hồ sơ, bà Vang đề xuất. Thật ra nói đi thì cũng nói lại, cách đây vài tháng thì huyện Củ Chi là một trong những cái tâm điểm nóng của cơn sốt đất. Cho nên nếu như bình thường một cái hồ sơ một tháng trung bình thì các anh chị văn phòng đăng ký chỉ giải quyết khoảng một cái lượng hồ sơ nhất định,
thì sốt đất nó làm cho nhảy lên con số, lên nhân, lên cấp số nhân, thì đó cũng là một trong những cái tình trạng ùn tắc. Và các bạn biết rồi, 24 quận huyện đổ về Sở Tài nguyên Môi trường thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Cái việc mà hồ sơ quá hạn cũng là điều tất yếu. Các địa phương khác cũng thông báo có tình trạng hồ sơ trễ hạn như quận 9, quận Bình Chánh, Hóc Môn và quận 12. Ông Dư Huy Quang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố cho hay, dù Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố được ủy quyền ký giấy chứng nhận, nhưng chỉ một mình giám đốc được phép ủy quyền, còn các phó giám đốc không được ủy quyền ký giấy là một bất cập. Bên cạnh đó, Văn phòng Đất đai thành phố cũng phải mất thời gian chuyển hồ sơ về đóng dấu Sở Tài nguyên Môi trường. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường ông Nguyễn Toàn Thắng khẳng định việc Trung ương cho giấy phép thành phố Hồ Chí Minh được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố ký cũng rút ngắn một quy trình cấp giấy theo quy định mới. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa triệt để. Nếu không phân cấp ủy quyền thì việc tiếp tục đối diện với việc trễ hạn. Ông Thắng nói, ông Thắng cho biết mới đây Bộ Tài nguyên Môi trường cũng chấp thuận cho sở được ủy quyền cho giám đốc các chi nhánh ký giấy. Sở Tài nguyên Môi trường đang chuẩn bị hoàn thiện quy trình để triển khai trong tháng 6. Nói thật quý vị và các bạn, với tư cách là một cái người có một chút am hiểu về kiến thức pháp luật, thì kể từ khi mà Văn phòng Đăng ký Đất đai thuộc trực thuộc của Sở Tài nguyên Môi trường đó, thì thực sự là tôi cũng có một bài toán. Và nó không phải ở cái vấn đề là hồ sơ chuyển về thành phố về mặt hành chính, mà cả những cái vấn đề mà hủy giấy về trên lĩnh vực tố tụng, thì nó làm cho người dân phải có những cái khó khăn trong cái việc kiện tụng. Bình thường nếu như trong trường hợp văn phòng đăng ký trực thuộc của Ủy ban nhân dân huyện quận, thì khi mà hủy giấy thì chúng ta sẽ chỉ cần hủy và đưa Ủy ban nhân dân huyện quận vào tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn, khiếu kiện hành chánh đó quý vị. Bây giờ thì phải lên tới cấp thành phố. Tách thửa đủ thứ vướng mắc. Một vấn đề gần như các quận huyện ngoại thành đều vướng, đó là giải quyết hồ sơ tách thửa cho người dân đối với đất nông nghiệp theo quyết định 60 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa. Ông Phạm Công Hùng, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bình Chánh, thông tin cho biết quyết định 60 việc tách thửa đối với đất nông nghiệp chỉ được giải quyết đối với đất quy hoạch để sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều khu vực thực tế là đất nông nghiệp nhưng đã được quy hoạch là đất dân cư xây mới hoặc đất hỗn hợp. Do đó, người dân có nông nghiệp cũng như quy hoạch này không được giải quyết tách thửa. Việc tách thửa không làm thay đổi bản chất quy hoạch, do đó người dân có nhu cầu thì cần xem lại giải quyết cho người dân. Tại huyện Bình Chánh, trường hợp này rất nhiều nhưng vướng quy định không tách thửa được nên người dân bức xúc. Đây cũng là những vướng mắc chung của rất nhiều quận huyện như Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi và quận 12. Cũng liên quan đến việc tách thửa, ông Thân Thế Hùng, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận 12 cho hay quyết định 60 chỉ giải quyết tách thửa cho cư dân hiện hữu và cư dân hiện hữu chỉnh trang. Tuy nhiên, quận 12 hiện có 9 loại đất được phê duyệt như đất biệt thự, nhà vườn, đất dân cư xây mới, đất dân cư kết hợp phát triển du lịch, đất mật độ cao, đất mật độ thấp. Theo quy định tại quyết định 60 thì những trường hợp này giải quyết hay không? Ông Hùng đặt vấn đề. Ông Thái Bình Nghĩa, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hóc Môn cũng cho biết huyện Hóc Môn cũng có loại đất như quận 12 và rất lúng túng khi giải quyết tách thửa cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trong trường hợp với những cái quy định cũng chưa có rõ ràng thống nhất, nếu chúng ta linh động, nếu các anh chị mà linh động giải quyết thì sau này có phát sinh những trường hợp đó thì nó sẽ chịu những trách nhiệm hình sự. Còn nếu như trong trường hợp mà không giải quyết đúng thì sẽ dẫn đến tình trạng là trì trệ quyết định có và đưa ứng dụng vào thực tiễn, thì đó là một điều rất là khó. Mà đặc biệt là tôi cũng hiểu và thông cảm cho một số
các cái cơ quan, nếu như trong trường hợp mình nằm trong một cái bộ máy chính quyền mà quý vị và các bạn mình phải có những cái uyển chuyển để vận dụng những cái kiến thức, hoặc là chờ chậm. Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho hay, các loại đất mà quận huyện nêu trên thì bản chất vẫn là đất ở, nếu không giải quyết thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Theo ông Thắng, luật đất đai chỉ có ở đất ở, đất nông nghiệp còn và các loại đất khác, trong khi quy hoạch xây dựng thì có các loại đất hỗn hợp xây dựng mới. Thực sự ra tôi nói với quý vị và các bạn, hôm nay đọc báo mới biết có những cái loại đất gọi là đất đất hỗn hợp và đất xây dựng mới. Đất nông nghiệp, đất hay lúa, đất vừa. Nay lại có một cái loại là đất hỗn hợp và xây dựng mới. Chắc là tại vì có những cái lĩnh vực do tôi cũng chưa có chuyên sâu. Quy hoạch xây dựng không khớp với quy hoạch đất đai, quyết định 60 đã giải quyết đúng tinh thần quy hoạch đất đai nhưng lại lệch với quy hoạch xây dựng, nên khi xảy ra bất cập, chỉ khi nào hai quy hoạch này tương ứng với nhau thì mới giải quyết được. Ông Thắng nói, từ những cái khó khăn vướng mắc của quận huyện, ông Thắng đề nghị địa phương tập hợp gửi về sở để kiến nghị thành phố tìm ra cái hướng giải quyết. Quyết định 60 đã ban hành 6 tháng nay nhưng không có hồ sơ được giải quyết thì chứng tỏ là cái quyết định này chưa được thực sự đi vào đời sống. Thưa quý vị và các bạn, một cái con số mà nói lên một cái tình trạng là nó không có mức độ hài lòng, chỉ số hài lòng của người dân. Một cái hồ sơ mà đăng ký nộp về mặt thủ tục hành chính đã trễ hạn tới 99%. Thì chúng ta cũng phải cần suy nghĩ, và tôi nghĩ rằng là thành phố cũng có những cái hướng đi đúng, tuy nhiên rằng cũng phải ứng dụng trong thực tiễn. Và thông thường thì vào những thời gian đầu thì tôi cũng hay cập nhật về báo chí, và sau đó thì đưa cái thông tin của báo chí vào đời sống. Nhưng rõ ràng khi đi thì lại vướng, khi đi thì lại vướng. Tôi nhớ cách đây khoảng gần 10 năm, sau khi có một cái bản án của tòa án của thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết cho người nước ngoài công nhận cái phần nhà và đất cho người nước ngoài, thì một cái hồ sơ tôi đi một cái giai đoạn dài, vì lúc đấy Phòng Tài nguyên Môi trường của huyện Củ Chi trả lời tôi là chưa có một trường hợp nào cả. Thì tôi bảo rằng nếu như trong trường hợp chưa có một hồ sơ nào thì các anh chị sẽ hỏi, lập văn bản hỏi. Và thưa quý vị và các bạn, một cái hồ sơ rất rất là lâu tôi mới có thể thực hiện được cái quy trình cho người nước ngoài đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và sau đó thì chỉ bằng cái cách là cho người nước ngoài này cho một cái người Việt Nam và người tặng lại thông qua một cái hình thức chuyển nhượng. Thôi thì chúng ta đang có thể nói rằng cái quyết định 60 năm 2018 nó hơn ngày hôm qua, rằng cho quyết định về cấp thửa, ít ra là nó vẫn còn mang tính chất là tích cực. Còn thì trong cái quy trình của cuộc sống, luật thì nó vẫn còn có song hành với những cái thực tiễn. Nếu mà sai tới đâu thì mình sẽ hỏi, khó tới đâu thì mình sẽ gỡ, và cố gắng để mà mình hoàn thiện một cách sớm nhất. Và hy vọng rằng với cái bản tin đoàn giáp phúc, chúng tôi sẽ mang lại những cái phút giây thư giãn cho quý vị. Nếu quý vị và các bạn yêu mến cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì hãy đăng ký cái nút đăng ký kế bên. Hiện tại thì tôi có những cái list để riêng về hình sự, về dân sự, về hôn nhân và gia đình. Trong cái từng cái list này thì tôi sẽ cố gắng chuyển tải những cái thông điệp cơ bản nhất đến cho quý vị và các bạn. Rất mong quý vị và các bạn, quý anh chị em xem và đồng hành cùng Văn phòng Luật sư Đoàn Gia Phúc. Xin trân trọng cảm ơn.